Không dám. Kệ đó, Tuấn đánh đi. Để nhường bánh cho. Dạ, dạ. Phải nhường rồi thôi, nhường Tuấn quánh. Dạ. Quánh đi Tuấn. Dạ, công đức vô lượng. Ba cái à? Ba cái? Dạ. Không, bốn cái. Bốn cái, dạ, xe ra coi chừng bị dạ lây. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Bốn cái. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta luôn luôn là tìm khách mời. Dạ. Khách mời đằng sau tấm màn đó. Ồ. Mỗi người trong đội sẽ tới đó đứng trước tấm màn, nhìn vào cái tay của khách mời được thò ra. Mỗi người được chỉ được nhìn một lần và hỏi một câu thôi. Hỏi xong quay lại đây cho May biết coi là khách mời là ai. Tôi xung phong đi trước. Hello, khách mời cho xin xem cái bàn tay nào. Vậy. Gái rồi, thấy không? Gái. Bàn tay đưa ra là biết rồi. Cho đặt một câu hỏi nha. Gái hay. Đó. Khách mời là ca sĩ đúng không? Hỏi chi mà khó rửa mi. Sao ra không? Hay lắm. Ai hả? Ai? Khách mời là nữ. Rồi. Khách mời là ai nói? Khách mời là một người rất là chịu giỡn. Mà giỡn, tại vì khách mời nói giọng Huế. Nói đi cái tên gì. Cái đã. Nói đi. Đó ta người sao, giúp đỡ người sao, ta tìm hiểu. Chị Tường cũng là người Huế. Ủa là sao? Trả lời sao thì mới ăn chứ. Không biết. Tường. Sai, bị quánh. Không nói nhiều. Kêu, kêu. Coi tay màu ở tay bên phải coi. Thôi bỏ đi, không phải. Trời ơi. Hỏi không rút kinh nghiệm. Đây bên đây nè, của Linh Thơm á. Hồi nãy đưa ra là một cái tay nặng á. Đây phải không? Không, giờ ra là có bao tay bên đây. Theo cái sự quan sát của em thấy là bàn tay của nhân vật đó rất là đàn ông. Ôi trời ơi, sao người ta không có lên ba này nhỉ? Xong sau khi tôi đang đi xe giường nằm thì có người đang loanh quanh tìm tôi. Nó khó là không vậy? Không, giờ ra là có bao tay mình nè. Khó không vậy? Hát bài nghe đi. Sáng quanh bài chạy mong nhớ cho chân cho chân mất nè. Bị ngọt, thua rồi. Bị rứt môi, thua rồi. Đưa đây ăn luôn. Anh phải phân tích cái đã. Không phân tích được, không hợp tác. Bây giờ anh kêu nè, đưa tay xem. Thì bao tay nha. Bao tay, đó. Tay đàn ông. Lấy ba cục tay đàn ông. Tay nữ. Vậy anh mới anh tức, hiểu không? Rồi. Đưa tay đàn ông ra xong anh kêu hát. Rồi thua luôn. Còn không lẽ nghe giọng không đoán ra ai? Đoán đại cái tên rồi. Không đoán luôn. Khó quá. Dạ rồi chị nào đó. Uống một cái. Nó ra quá sực đánh quá rồi đánh. Đưa cái tay ra coi. Trời ơi, lông lá không vậy? Bèn đặt hả? Cắt vô đi, tay thứ gớm. Nè, đưa tí. Bàn tay con trai ra nghe. Đúng rồi. Nhỡ mà lòi mà con... Hồi lòi mà con mái gái ra quýnh cho mình thiệt á. Má nhìn không ra luôn nha cưng. Hoạt động nghệ thuật mấy năm rồi cưng? Tính tới giờ đại hạ cũng đã hoạt động được khoảng mười mấy hai ba chục năm rồi đó mà. Vậy thì đại hạ cứ đứng ở trong chổng luôn đi đó mà. Trời ơi, bàn tay thì lông lá của một đàn ông mà giọng nói thì của một gái. Dạ, giọng nói con gái. Cũng hơi quen quen. Hả? Lớn tuổi không? Không. Không. Tại chị kiểu đó bằng cưng nên trả lời ngọt xớt à. Có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn chị. Thì đa số giới nghệ sĩ nam nhỏ hơn chị mà. Nghệ sĩ giờ nhỏ hơn chị hết. Nói chung á, bàn tay lông lá, nhưng mà bàn tay đó chỉ là gọi là bàn tay ảo thôi. Cá hình, ngụy trang, còn cái giọng là cái giọng của phụ nữ. Chị hỏi câu là em làm nghệ thuật bao nhiêu năm rồi em? Chị đoán là ai không? Đại hạ để vô trong nghề lâu năm rồi đó mà. Nhưng mà chị biết nó nhỏ hơn chị thôi, chị ăn thì mệt quá, chị nói nhiều quá. Cục gì vậy? Cái cục gì á, ăn vô nó nghiệt ngã cuộc đời lắm. Dạ, chị thích? Hai cục á, chị em quýnh. Bốn được không vậy? Em quýnh ba cái, chị không ăn cục nào, chị chịu quýnh. Hả? Chị quýnh ba cái, chị không ăn cục nào đâu, chị đang muốn ốm. Thôi chị á, em chị lớn tuổi em không dám.
Kệ đó, Tuấn đánh đi. Đấy, nhường quánh cho. Dạ, dạ. Thấy nhường rồi thôi, nhường Tuấn quánh. Dạ, quánh đi Tuấn. Dạ, công đức vô lượng. Ba cái à? Ba cái? Dạ. Không, bốn cái. Bốn cái, dạ, xe ga coi chừng bị dạ lây. Dạ. Dạ. Công nhận ông Tuấn không đánh mạnh mẽ ghê vậy. Về mà tôi cỡ quần ra mà bầm là bị tiết ra tao cái tính. Đau lắm chị ơi. Hai con gái rồi. Hai con gái rồi. Em phập luôn cho anh. Thấy tôi em mà thấy tay con trai em cắn luôn. Cắn cho anh. Em cắn. Em cắn nha. Mày trai phế em không? Cho là. Rồi, đợi chồng nói rồi đó. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Không có vô cơ. Mạnh, trời ơi, mạnh bất ngờ mới đau. Trời ơi, trời ơi. Mồ bại liệt luôn rồi. Rồi, thu rồi đó. Rồi, xong. À, tâm trạng của khách mời bây giờ như thế nào? Chị muốn đánh người thôi. Rồi, 4x4 rồi. 3 cục. Sao? Dữ liệu. Chỉ muốn đánh người thôi, giọng này cũng ngoan lắm nè. Mà cái tay này lại nhỏ nhỏ. Sĩ Thanh đó. Không, không phải đâu. Sĩ Thanh. Không, tay Sĩ Thanh không bự, không dài, dữ dữ vậy đâu. Ờ, đúng rồi. Im lặng để Lăng Trinh đoán nè. Khi nào Phan Chi Lâm hôn? Bảo Thi. Cầm trước ba viên kẹo đi. Ăn đi. Chị muốn coi Lăng Trinh ăn ba cục rồi xong đã. Rồi nhét nhét vô lẹ đi, tới phần tiếp theo nè. Đánh hả? Ghê quá, nó ngọt liệm mà. Dạ. Rồi, mời luôn. Đức vô lượng. Trời ơi, nhẹ đây. Trời ơi. Đã bị kẹo con đó. Anh vô em. Trời đau. Đừng có quay cái cây đó ngang lại, đau lắm. Đừng có nhúc nhích cái đích. Mẹ khoát, anh đừng có nhét cái cây đó vô, đau lắm. Cái cây người đó là chặt cho mày nhét. Đồ lâu. Tứ hai này phải trả thù tụi nó mới được. Rồi bây giờ thì mọi người có một cơ hội cuối cùng. Bây giờ nhìn và đoán lần cuối đi. Cùng mời khách mời ra. Làm gì rung rẩy dữ vậy, dữ quá nãy rồi. Ơi, quái thai sao mà bốn tay dữ vậy. Tay này bê đê. Đây này không phải là khách mời đâu, đây này nè. Đây nè. Ra tháo từ tháo từ. Mời đó, hai tay như nhau là khách mời nè. Dạ. Bạn hát một bài hát đi. Là nói đi. Hôm qua là ngày em đi rất xa. Chuyện đôi ta giờ cùng cho theo chân mày. Mỹ Linh. Nó chịu quýnh lại một cái, nhanh dự lên. Cho trễ làm đi. Cảm ơn ơi. Nghe đây nha. Nè. Mỹ Linh. Dạ, em cảm ơn đội trưởng. Rồi. Bạc Xu. Không ngờ cơ hội trả thù trở lại sớm. Đề nghị khách mời hát một bài hát khác. Có những lúc chuyện nhỏ sự như là khớp. Có những lúc tí lời nhưng mà chuyện là chuyện đáng nhầm nhờ. Nhò hả? Thôi quýnh luôn đi. Lan Trinh có muốn quýnh lại không? Cho luôn. Em chặt nha. Chặt mỏng. Chổng lên. Trời ghê đúng không? Ừ. Ôi đáng quá.